ôi, mấy cái tuần cuối năm nhá, mình thấy mọi người luôn, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, lần đầu tiên trong cuộc đời mình trải nghiệm cảm giác bị stress nhá. Thật sự luôn. Em mấy cái tuần cuối năm nó bận kinh khủng khiếp luôn. Mình rất là nhiều việc, tất cả mọi việc nó dồn hết vào cuối năm. Ăn không ngon nhá, ngủ không đủ nhá. Mình còn có 42 kg thôi mọi người ạ. Còn 42 kg thôi, mọi người tưởng tượng nhá. Một người 1m6 mà nặng 42 kg. Thì thế với mọi người lên nhìn từ xa, đúng kiểu chỉ thấy mỗi cái đầu với hai cái que tăm nó cắm lên thôi mọi người. Gầy kinh khủng luôn, gầy dã man luôn. Đã thế tâm lý nhá, lại còn bất ổn đấy mọi người. Tâm lý rất là bất ổn luôn, rất là dễ cáu, dễ giận, xong rồi dễ bực mình. Mà bực mình không hiểu bực mình bình thường đâu, mà bực mình kiểu đúng bốc hỏa mà không thể kiềm chế được ấy. Xong rồi, đây, da thì sạm, quầng thâm mắt này, úi giời ôi. Xong rồi, mụn này, đấy, ba cục mụn đây, mọi người nhìn thấy không? Ba cục mụn nó xếp hàng trên trán của mình, xinh, tuyệt vời luôn. Quá xinh luôn. Thế nên là tuần vừa rồi mình không cho lên một video nào trên kênh cả. Thứ hai vừa rồi chúng mình không có video đúng không? Là bởi vì là, đấy, mình cần có một thời gian để mình cân bằng lại tâm lý và sức khỏe. Nói chung thì bây giờ nó cũng ổn rồi. Đấy, bây giờ thì Trang là một người bình thường, không còn hóa thù nữa thôi mọi người nhá. Mình tin chắc chắn rằng là sẽ có rất là nhiều bạn giống mình, là khi mà chúng mình trong cái tình trạng tâm lý và sức khỏe nó không ổn định ấy, thì nó sẽ thể hiện rất là rõ ở trên làn da, rất là rõ luôn. Ví dụ như mình nhá, da sạm đi này, quầng thâm mắt thì thâm hơn này, xong rồi mụn này, xong rồi uống nhiều nước đến mấy nhá, mình uống rất nhiều nước nhưng mà da mình lúc nào cũng cảm thấy khô, trang điểm không thấy đẹp. Thế nên là mình mới nghiệm ra được một cái chân lý, đấy chính là skincare 3 năm không bằng bị stress 1 ngày. Chân lý mới. Hallelujah. Ngoài những cái bước dưỡng da quen thuộc hàng ngày mà mình hay dùng ra thì dạo ở đây là mình có dùng thêm một cái kem dưỡng ẩm mới để cải thiện cái tình trạng da bị mất nước cũng như là mệt mỏi và bị sạm da ấy. Thì đây chính là cái kem dưỡng ẩm mà mình highly recommend cho các bạn nhé, nhấn mạnh nhé, highly recommend luôn. Đây chính là một sản phẩm dưỡng ẩm của Dr. DYK có tên là Renewable Water Drop Cream. Đây là một cái hộp kem dưỡng da mà mình tin chắc chắn rằng là khi mà các bạn dùng các bạn sẽ cảm thấy thích như mình. Bởi vì sao, nó rất là xịn các bạn ạ, thật sự rất là xịn luôn, nó dưỡng ẩm rất là tốt. Phải nói là nó rất là tốt luôn ấy, nó đúng là cứu tinh của mình trong khoảng thời gian vừa rồi ấy, mọi người. Cho các bạn xem chất kem này, chất kem nó dạng chất gel nhá, nó thẩm thấu vô cùng nhanh luôn. Và hơn nữa nhá, là những cái thành phần bên trong ấy, nó rất là an toàn. Cái sản phẩm này thì nó sẽ có công thức 3M. 3M là gì? Đầu tiên đấy chính là mọi loại da, bởi vì bên trong sản phẩm này nó không có thành phần paraben độc hại, thế nên là nó phù hợp với tất cả mọi loại da và đặc biệt là với da nhạy cảm thì các bạn dùng cái này vô cùng an toàn. M thứ hai thì đấy chính là mọi độ tuổi, tức là nó sẽ phù hợp đối với mọi độ tuổi các bạn. Khi mà các bạn còn trẻ thì các bạn dùng cái sản phẩm này để cung cấp dưỡng ẩm cho da và cải thiện tình trạng bã nhờn cũng như là dầu nhờn ở trên da. Còn đối với những bạn mà lớn tuổi hơn một chút thì nó sẽ ngăn ngừa cái dấu hiệu lão hóa cũng như sẽ làm cho làn da của chúng mình trở nên mịn màng hơn. Và cái M thứ ba thì đấy chính là mọi thời tiết. Như các bạn nhìn thấy là cái chất gel của nó ấy, nó rất là mỏng và nó rất là dễ tán, dễ tan và nó cực kỳ nhanh thẩm thấu. Các bạn phải nói rất là nhanh thẩm thấu ấy. Thế nên là bất chấp mọi điều kiện thời tiết như nào, cái kem này vẫn ok hết. Bên trong cái kem này thì có một công thức nó vô cùng quan trọng nữa, để chính là Hydra Bomb. Thì cái công thức này có khả năng giữ ẩm, cấp ẩm gấp 3 lần nha các bạn. Nó vừa khả năng cấp ẩm chuyên sâu này, nó vừa gia cố hàng rào bảo vệ da này, và đặc biệt là nó khóa ẩm rất là lâu. Các thành phần keyword của cái hũ kem dưỡng này thì sẽ bao gồm như là sodium hyaluronate và vitamin E, rồi lô hội nữa, nói chung là đều là những cái thành phần rất là quen thuộc cũng như là rất là lành tính đó các bạn. Và tại sao mà mình lại nói là cái hũ kem dưỡng này nó rất là xịn, thì đấy chính là bởi vì bên trong hũ này nó sẽ có phân tử sodium hyaluronate đặc biệt. Thì cái phân tử này nó sẽ giúp bảo vệ và ngăn chặn sự oxy hóa và hạn chế hình thành nếp nhăn ở trên da. Như mình nói ban đầu nhá, là cái chất của kem này nó thẩm thấu nhanh đúng không các bạn, và nó nhanh như thế nhưng mà nó lại không làm khô da, mà ngược lại da rất đủ ẩm, phải nói là rất đủ ẩm, và cái độ ẩm của nó giữ rất là lâu luôn ý. Mình thật sự đánh giá rất là cao về cái khả năng giữ ẩm lâu ở trên da của cái sản phẩm này nha các bạn. Bình thường khi mà chúng mình skin care, sau đấy chúng mình sẽ phải đi ra ngoài đường một khoảng thời gian dài đúng không? Ví dụ như là mình này, mình skin care ban sáng xong rồi mình sẽ đi làm khoảng tầm gần 10 tiếng đồng hồ các bạn. Trải qua các thể loại môi trường, ví dụ như là khói bụi, khói xe, rồi điều hòa này, nó sẽ làm da của mình bị khô, lớp trang điểm của mình sẽ bị cakey và kiểu là trôi kem, trôi phấn. Thế nhưng mà nói thật với các bạn là dùng cái này nhá, nó giữ được độ ẩm rất là tốt, thế nên là sẽ không bao giờ gặp tình trạng là da bị khô, da bị căng, bị tức, hay là phấn son, hay là lớp trang điểm của chúng mình bị trôi đâu các bạn nhé. Mà đi làm về nhá, cả 10 tiếng đồng hồ da mặt vẫn đẹp, lớp trang điểm vẫn bền. Thế nên là mình tin chắc với các bạn rằng là khi mà các bạn dùng cái sản phẩm này rồi, các bạn sẽ có chung cảm nhận với mình, các bạn sẽ thích y như mình đảm bảo với các bạn luôn. Vì cái này nó dưỡng ẩm tốt lắm luôn ý. Mình là một fan của việc dưỡng ẩm với các bạn, và khi mà mình nói là cái dưỡng ẩm này nó tốt thì các bạn nên tin mình, thật sự luôn, dưỡng ẩm rất tốt. Rồi bây giờ thì mình sẽ trang điểm một chút để cho cái mặt xinh xinh. Thực ra là không phải đi đâu đâu các bạn nhé, không có đi đâu cả, ở nhà quay video thôi. Thì phần tiếp theo của chúng mình đấy chính là unbox. Mình sẽ unbox cho các bạn cái huddle gần 10 triệu của mình. Đợt vừa rồi sale hơi nhiều, thế nên là cũng hơi kiểu chi tiêu nó hơi quá đà. Ok, bây giờ thì off camera một chút, bởi vì máy quay của mình hết pin rồi, mình cần phải đi sạc pin. Sau đó chúng mình sẽ quay trở lại với một gương mặt xinh đẹp, và chúng mình sẽ cùng unbox đồ. Yay.
Mọi người có thích xem mấy cái show kiểu về tình yêu, truyền hình thực tế về tình yêu của Hàn Quốc không? Mình mê lắm mọi người nhá, mình thích lắm luôn ý. Dạo gần đây đang có một cái show mới ở trên Netflix có tên là Địa ngục. Địa ngục độc thân. À, em hối thề với các bạn luôn. Dàn cast á, xinh kinh khủng, đẹp kinh khủng luôn, mờ lem nha các bạn, mờ lem lắm luôn. Mọi người mà thích xem những cái show nào mà có trai xinh gái đẹp, xong rồi body thì đẹp, body cuồn cuộn thì mọi người nên xem cái show đấy nhá. Mờ lem. Thật sự luôn ý, là nó quá đẹp luôn ý mọi người, tất cả mọi thứ đều quá đẹp luôn. Và trong cái show đó thì có nữ thần của mình các bạn ạ, xinh dã man luôn. Và mình phát hiện ra là bé có một kiểu tóc signature, mà cái kiểu tóc đấy nhá, là cái kiểu tóc mà mình ngày xưa mình làm rất là nhiều ấy. Thế nhưng mà bởi vì nó cũng qua trend rồi, thế nên là mình không làm thường xuyên nữa, bây giờ mình không làm nữa. Thế nhưng mà khi mà cái kiểu tóc đấy để lên mặt của bé nhá, em có cảm thấy nó hợp dã man luôn ấy. Mà nó kiểu nó không thể nào mà sai được ấy mọi người. Mà lem lắm luôn. Mình đã quyết định là mình sẽ quay trở lại với kiểu tóc ngày xưa mình hay làm. À, đây là cái haul đồ mới của mình. Nào bây giờ chúng mình sẽ cùng unbox. Thực ra là cái đống đồ này nhá, nó được ship đến nhà mình là tầm được khoảng gần 2 tuần rồi đó các bạn. Gần 2 tuần thế nhưng mà mình không unbox, mình không dùng luôn, mà mình chờ để quay video cùng unbox với các bạn đó. Yay. Nào bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu cái món đầu tiên nhá. Đầu tiên thì chúng mình sẽ có một cái áo sweater. Cái áo sweater này so xinh các bạn ơi, nó là màu xanh cốm nè. Ha, dễ thương không? Cái áo này ấy, thực ra nó là của bên nam các bạn nhá, nó không phải là của bên nữ. Trời ơi, mặc cái màu này nó quá là dễ thương đi các bạn nhá. Cái phần in người ta nó là cái chất lượng in tốt, thế nên là cho dù mình giặt hay là mình làm gì chăng nữa thì cái phần in này nó không bị dính vào nhau, thì nó không bị hỏng áo các bạn ạ. Theo là mình có vào Trend Kit để mình đi mua thêm một đôi dép nữa. Đây là một đôi dép của Trend Kit màu xanh. Và trước là mình đã thử cái đôi này rồi và mình cũng có nhăm nhe cái đôi này, thế nhưng mà nó không còn size, nhưng mà bây giờ thì nó lại về thêm một size mới đấy các bạn. Màu xanh xinh không? Này xinh ha. Mà nó kiểu nó rất là dễ xài ấy. Thường thì mình rất là hay thích mặc những cái váy mà nó vừa dài, nó vừa rộng, xong rồi nó cũng kiểu bồng bồng xòe xòe ấy. Nó không bồng xòe lắm, không kiểu công chúa lắm. Thế nhưng mà nó kiểu free size mà nó không ôm vào người ấy, thì đi những cái đôi dép như này nó sẽ rất là hợp này các bạn này. Nó vừa có một chút đế để cho mình trông có vẻ cao lên một chút, mà cái màu này thì nó cũng dễ mix nữa, mặc với màu hồng, màu xanh, màu tím, màu đen, màu trắng mặc được hết đúng không các bạn? Xinh mà. Tiếp theo cũng trong Trend Kit thì mình có mua thêm một cái túi nữa. Na, xinh không? Một cái túi màu xanh nhưng mà nó là kiểu màu xanh. Cái xanh này nó gọi là cái gì nhỉ? Xanh mà nó kiểu hơi ánh ánh một tí, mình quên mất cái kiểu màu ấy nó gọi là màu gì rồi. Nhưng mà xinh nhỉ? Có một cái túi to ở đây nhá và một cái túi nhỏ kèm ở bên cạnh này. Mình có thể tháo cái túi này rời ra này và sau đó thì đeo với cái đai này. Đấy, đeo chéo như thế này. Rất là dễ thương đúng không các bạn? Cái màu thì xinh mà cái da nó cũng kiểu mềm mềm ấy các bạn, rất là dễ dùng nhá. Với cả là nhá, cái túi này nó khá là to ấy các bạn đấy. Những bạn nào mà hay thắc mắc là mình đeo mấy cái túi nhỏ không đựng vừa điện thoại thì đựng được cái gì, thì đây, cái túi này đựng được cả thế giới đối với mình nhá các bạn. Tiếp theo thì chúng mình sẽ có một cái thùng hàng rất là to. Siêu to luôn, mà cái thùng này nó tốn nhiều tiền của mình nhất đấy các bạn. Chỗ này là hình như là gần khoảng khoảng 500 đô. 500 đô là tầm 8 hay là 9 triệu ấy nhỉ? 8 triệu. Ừ, 8 triệu. Mà dạo này thì cũng không có nhiều thời gian để lên Taobao rồi chờ hàng. Mà hàng Taobao dạo này nó ship lâu lắm các bạn ạ. Gần Tết ý, eo người ta ship lâu kinh khủng. Nên là thôi mình cứ săn the sale của kiểu như là những cái brand mình hay mua. Tụi mình mua mấy bộ, đắt hơn một tí cũng được, nhưng mà cái chất chắc chắn là đẹp. Đầu tiên là chúng mình sẽ có một đôi giày các bạn này. Một đôi giày sneaker, chunky sneaker. Và ở ngoài nó là bằng vải. Bằng vải thì nó hơi dễ dơ một tí, mà dơ thì là rất là khó để mà có thể làm sạch được. Thế nhưng mà thực ra thì sale rồi nó cũng khá là rẻ ấy các bạn. Thì mình cũng mua một đôi, mới cả mình thích những cái kiểu dáng như thế này. Xinh không? À, có viền đen, viền trắng này. Cái màu này nó không phải là màu trắng đâu, nó là màu kiểu vải bố ấy các bạn. Không biết màu vải bố là màu vải gì luôn. Màu kiểu hơi ngà ngà ấy. Đấy, dễ dùng, nó không bị trắng tinh thì rất là dễ dùng các bạn nhá. Cái hôm mà mình mua nhá, thật sự rất là hên luôn khi mà vớ được cái đôi này. Cái đôi này khi mà mình lên trên web nhá, mình nhìn thấy là ô, cái đôi đẹp như thế này mà người ta lại sell các bạn. Nên là mình đã ép vội ép vàng vào trong giỏ và mình tìm được cái size 37, đúng là size của mình. Thế là mình thanh toán luôn. Trong vòng 1 phút sau mình quay trở lại cái này để mình đặt thêm cho bạn mình một đôi size 36 nhá. Hết hàng hoàn toàn luôn các bạn nhá. 1 phút thôi mà nó hết hàng luôn. Thế mình không hiểu tại sao người ta cho cái dây này được vào hàng sale. Nó quá xinh đi mọi người. Trời ơi, nó quá là tiện dụng luôn. Tiếp thì là mình sẽ có một cái áo, cũng là áo sweater nữa, nhưng mà có cổ polo này các bạn. Cái này là có thêm một cái quần nữa cơ. Quần đâu nhỉ? À đây, quần đây. Một bộ là của bên nam luôn nha các bạn. Mình nghĩ là nó sẽ hơi rộng so với mình đấy. Quần này thì nó là quần jogger nha các bạn. Và cái bộ này của mình thì nó là màu ghi sáng.
Đó, không bị tối da, không bị tối mặt mà nó cũng dễ xài túi hay là chọn giày nữa. Mình sẽ có thêm một bộ nữa, cũng là một bộ sweater và quần jogger, nhưng mà nó là cái màu xanh cốm, cũng giống như cái màu xanh này này các bạn này, cái xanh của cái áo ban đầu ấy. Mình mê cái màu xanh này lắm luôn ấy mọi người. Hình như là năm nay là nó cũng mốt những cái màu xanh kiểu hơi cốm cốm mà kiểu min min như này đúng không các bạn? Đấy, mình thấy Chanel ra mấy cái mũ túi mà kiểu màu như này này, xinh dã man luôn. À không, cái áo này nó là áo hoodie. Một cái áo hoodie có mũ này, xong rồi đây, có một cái túi rất to ở đây. À, xinh quá. Cái này nó có màu màu vàng ấy các bạn, màu vàng cũng xinh. Thế nhưng mà mình thấy màu vàng thì mình mặc nó hơi bị kén da. Màu này thì mình mặc ok hơn này. Và đây là cái quần của nó, cũng là một quần jogger, có túi và bo ống quần. Đấy, thế này thôi các bạn. Đấy, đơn giản thế này thôi. Thật với các bạn luôn nhá, là chất vải đồ của bên nam ý đẹp kinh khủng luôn, đẹp hơn đồ bên nữ rất là nhiều. Đồ bên nữ bao giờ người ta may cái chất ý, cho dù là những cái dạng quần áo mùa đông này, cái chất bao giờ nó cũng sẽ mỏng hơn các bạn ạ. Thế nhưng mà đồ bên nam nhá, may chất rất là dày. Không phải là bởi vì là mình nghĩ là kiểu mình bỏ ra một số tiền thế mình muốn cái chất nó dày hơn đâu, mà là bởi vì nhá, là cái chất dày ý, thì mặc nó sẽ không bị lộ những cái kiểu như là quần hay là áo ở bên trong này. Xong rồi những cái chất dày bao giờ nó cũng sẽ lên form hơn là những cái chất mỏng, mà giặt ý, thì nó sẽ bền hơn là những cái chất mỏng. Thế nên là với những cái kiểu mà nó càng basic, càng đơn giản thì mình lại càng thích sang bên nam mà mình mua. Đó. Tiếp theo là chúng mình lại có thêm một bộ áo hoodie với cả quần jogger nữa. Đây là cái quần. Thì cái vải này nó là dạng kiểu vải hơi da lộn ấy các bạn. Và sờ lên thì nó hơi nhung nhung một tí. Thế nhưng mà cái chất này thì nó không dày lắm đâu nhá. Không dày đâu, không bị nóng. Cái này thì là mình mua của bên nữ này các bạn này. Và thiết kế của cái bộ này thì khá là ưng. Nó kiểu hơi unisex một tí. Nam nữ mặc đều đẹp. Và đây thì là cái áo này. Cái áo của nữ thì nó thiết kế nó điệu điệu hơn một tí. Nó có pha hai màu. Thực sự thì những cái màu tối như thế này thì nên pha màu, bởi vì thì mặc nó sẽ đỡ bị tối người hơn ấy. Và ở phần dưới cái chân áo ấy này thì nó có cái rút dây để cho chúng mình có thể đấy chuyển đổi phong cách, tùy các bạn thích mặc buông hay là mặc bo vào cũng được. Tiếp theo thì là mình sẽ có một cái áo kẻ caro, một cái áo dáng dài mà kiểu mặc được khoác ấy. Mình thấy là hình như là bây giờ kẻ caro đang quay trở lại xu thế đấy các bạn. Em mình đã sắm ngay một cái áo kẻ caro màu rất là dễ xài. Nói chung là đồ của mình toàn đồ dễ xài cho các bạn, mua một lần có thể mặc được một thế kỷ nhá, mình đảm bảo thế luôn. Cái chất của nó ấy thì nó là cái dạng vải dạ, nhưng mà dạ rất là mỏng, kiểu như là dạ một lớp ấy, chứ không phải là dạ mà kiểu mình may đồ mùa đông đâu. Thế nên là mặc nó cũng không quá nóng, mà nó cũng không bị cộm. Nếu như mà các bạn ở Việt Nam mà trời lạnh ấy, mặc cái này bên trong mà mặc một áo khoác ra ngoài thì nó không bị cộm. Cuối cùng mình sẽ có một cái áo khoác. Trời ơi, mình không nghĩ là cái áo này nó dày thế đâu các bạn. Cái áo khoác này mình mua của bên Nam. Thì cái áo khoác này nhá, trời ơi, sale rồi rẻ kinh khủng luôn các bạn nhá. Sale rồi hình như nó còn có 30 đô ấy, mà giá gốc của nó là khoảng 59.90. Zara thì bao giờ cũng có kiểu 59.90, 49.90 ấy. Đây, nó sale còn một nửa thôi các bạn ạ. Cổ của nó thì hơi nhung nhung một tí, còn ở phần dưới này thì nó là chất kaki nhá. Cái chất kaki của bên Nam ấy nó đã vốn dày rồi các bạn, thế nhưng mà người ta rất cẩn thận. Người ta may thêm một lớp lót nữa mặc cho nó ấm. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi thử đồ cho các bạn xem là những cái bộ đồ này khi mặc lên người mình nó sẽ như thế nào nhá. Đây gần như là một kiểu một cuộc thay đổi phong cách ấy các bạn. Ngày xưa mình rất hay mặc váy. Nhưng mà bây giờ thì mình đổi rồi, mình thích mặc quần hơn và mình mặc những cái đồ càng rộng càng tốt, kiểu nó càng thoải mái càng tốt. Thì vì sao các bạn biết không? Đầu to không mặc đồ ôm được, mặc đồ ôm thì trông đầu nó sẽ càng to hơn, thế nên là phải mặc những cái đồ nó rộng để cho cái phần đầu phần người nó cân đối các bạn. Cũng khổ thân tôi lắm. Ok, bộ đầu tiên. Wow. Đây, mình sẽ mặc nó thêm ở bên trong một cái áo màu trắng nữa, một cái áo phông màu trắng và kéo nó xuống như này. Phần đai ở dưới thì chắc chắn là mình sẽ phải rút lên rồi các bạn, chứ để buông xuống thì trông nó hơi bị đụt ý. Với cả là nó không được gọn vào người. Mặc dù là mặc đồ rộng thế nhưng mà mình vẫn muốn nó gọn vào người các bạn, thì trông mình nó sẽ kiểu cao ráo hơn. Đấy. Dạo này xinh ý, trời nó hay mưa các bạn. Thì mình kiểu như là gầy ấy, nên là sợ lạnh lắm. Mà trời nó mưa thì nó lạnh kinh khủng ấy các bạn. Đấy, thế nên là các bạn nhìn ý thì có vẻ nóng, thế nhưng mà nói thật là mình mặc ấy, mình thấy ấm, rất ấm. Và đây là đôi giày này các bạn này. Đấy, chưa kịp cắt mác luôn. Nhưng mà đẹp đúng không? Đi lên chân rất đẹp luôn ý, mà trông kiểu cao. Đẹp, mình thích cái đôi giày này. Nói thật sự là bộ này hơi nóng, vì cái vải nó dày lắm ấy, cái quần thì ok, nhưng mà cái áo thì rất là dày nhá. Từ để mình tìm cách gài cái này vậy đã. Rồi, thì mình mặc cái bộ này vẫn với cái công thức mix đồ như thế. Mình không muốn cho là cả trên xuống dưới của mình cùng một màu, thì mình đã mặc thêm một cái áo phông, vẫn là cái áo phông vừa nãy thôi các bạn ạ. Đấy, cho nó thòi ra ngoài một tí. Đấy, xong rồi, đây cho mình đứng pose dáng kiểu này. Ngầu chưa?
Ok, bộ này thì cái form của nó sẽ không được đẹp bằng hai cái bộ kia. Thế nhưng mà hơn được một cái đấy chính là cái chất mặc nó rất là thoải mái, cực kỳ thoải mái luôn, và nó mỏng, nó vừa thoáng, nó vừa dễ chịu. Đây, cái mình thích nhất này chính là cái phần cổ mà kiểu polo này các bạn này đấy. Tức là nó sẽ có một cái phong cách kiểu như là vừa là đồ dáng thể thao thôi nhưng mà nó vẫn có cái sự thanh lịch của đàn ông. Đấy, cổ polo, thanh lịch của đàn ông. Trước giờ mình mặc váy nhiều ấy, mình không nghĩ là mình hợp những cái kiểu nó menswear như này đâu. Nhưng mà hợp bất ngờ đấy, xinh đấy. Oh, với cái áo này thì mình sẽ chọn cách mặc là mặc dấu quần bên trong, mình sẽ mặc một quần short này. Thì thực sự thì khi mà mình nhìn ở trên ảnh ý, mình thấy mẫu mặc cái áo này với một cái quần jean màu trắng thì nó rất là đẹp. Mình cũng có một quần jean màu trắng mình định mặc như thế, thế nhưng mà bởi vì cái dáng áo ấy nhá, nó là dáng áo suông các bạn, chứ nó không bo và nó không ôm vào ấy, thì nó sẽ làm cho cái người của mình trông rất là dài và cái chân của mình thì nó sẽ rất là ngắn. Thế nên là mình sẽ mặc như thế này. Xinh đúng không? Các bạn nhìn thấy cái chân mình nó bé không? Nó bé quá thể bé luôn ý, mà thế mọi người luôn nhá. Càng già chân nó càng teo. Thế nó mới lạ cơ. Mình rất là thích cái tay áo ấy nhá. Khi các bạn nhìn thấy nhá, cái phần này nó là phần bo ấy, nó sẽ ôm vào cái phần bàn tay của mình là một chuyện nhá. Nhưng mà cái tay nó dài ấy thì làm cho cái chỗ này nó bị trùng trùng xuống này. Trông kiểu nó ngầu ấy, nó có cá tính ấy, chứ nó không kiểu bị suôn như là đồ nữ mà mặc thì nó sẽ thành như này này. Thế là nó không đẹp. Thế là đồ nam ấy mặc rộng nó có cái phong cách hơn, xịn hơn. Cái đôi giày nó rất là hợp với cái áo đúng không các bạn? Mình rất là hay chọn những cái đồ mà nó có thể mix được cho với cả tủ quần áo luôn ý. Thì nó sẽ tiết kiệm tiền hơn. Mặc dù thì cũng chẳng tiết kiệm hơn được là mấy đâu, vẫn cái thói đam mê mua sắm, cái thói phù phiếm ấy, nhưng mà mình cứ suy nghĩ như vậy đi cho nó an ủi. Ok, nào chúng mình chuyển nhá. Đây là cách mình sẽ mặc với cái áo khoác kẻ caro này. Thực ra nó là dáng áo sơ mi á các bạn. Mặc vào này, cái đóng thùng, mặc vào chân váy và quần jean, mặc kiểu nào cũng được, nhưng mà mình thích mặc phanh như này hơn. Có mặc bên trong với một cái áo crop top và cái cổ của nó là cổ 3 phân, và cái dáng áo hay dáng áo khoét nách như thế này các bạn nhá. Cái áo này thì mình mua trên Taobao tầm khoảng mười mấy 20 tệ thôi, nói chung là dưới 100 ngàn, bảy mấy nghìn ấy. Còn cái quần này cũng của Taobao nha các bạn, cũng của Taobao luôn, xinh phết này, đẹp đúng không? Mình quên mất mình không unbox cho các bạn xem vừa nãy. Xinh đúng không? Dễ mặc. Trời ơi, tôi mặc cái áo ấy lên mà trông như kiểu như là một bà già chết rét đi các bạn. Thực sự thì khi mà khoác cái áo ấy lên này, mình mua size S rồi các bạn, nhưng mà mình không nghĩ là nó lại rộng như thế này. Nó rộng quá. Và mặc cũng khó là mix rồi nữa. Mình đang suy nghĩ xem có cách nào mix không. Nói chung là mình đang mặc thử để cho các bạn xem cái dáng áo nó như nào nhá. Đây là một gợi ý rất là tốt nếu mà các bạn muốn mua tặng cho bố này hay là người yêu này. Cái chất rất là đẹp, chất thật sự rất là đẹp luôn, mà nó sale, nó chỉ còn có 30 đô thôi, quá rẻ các bạn ạ, quá xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Không mua cái này thì hơi bị phí luôn nhá, như kiểu bán hàng online nhá. Chắc chắn là cái này bố mình sẽ mặc vừa mình, và bố mình là con thì mặc S bên nữ mà bố thì mặc S bên nam đó các bạn. Đấy, chắc chắn là sẽ vừa. Trở lại thì cái áo này mình sẽ mang về Việt Nam cho bố mình nhé. Ok, vậy là chúng mình đã unbox thử xong quần áo. Chúng mình đã có một self care day khá là vui vẻ. Mặc dù ngày hôm nay là mình vốn có một cái dự định nó vĩ mô hơn, nó vui vẻ hơn ở ngoài đường. Thế nhưng mà bởi vì thời tiết cũng như là bởi vì nhiều những vấn đề tác nhân xung quanh nữa, thế nên là chúng mình có một ngày tự vui chơi ở nhà. Hy vọng là các bạn sẽ thấy video này thú vị và hãy nhớ like cho video, subscribe kênh của mình ở bên cạnh, nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới, và cái sao để follow anh nhé. Bye.